Ok, xin chào tất cả anh em ha, là Thiện đây. Thì chứng mà anh em đây là những thùng nhất Echo mà hôm nay bên Thiện về hàng. Hôm nay về hơi trễ anh em ha, cũng tối rồi, chắc video này mai mới đăng cho anh em xem được. Thì sẵn tiền đây thì quay để giới thiệu lại cái nhất Echo này cho anh em tham khảo luôn. Đầu tiên về cái tên này đi anh em ha, cái tên này đúng ra của nó nếu anh em nghe gọi là phát âm chuẩn thôi nha, thì nó là Echo nha anh em, không phải Echo đâu nha. Nhưng mà chúng ta nói quen với nhau là Echo thì chúng ta cứ nói vậy đi để cho dễ nhận biết. Chứ còn đúng ra của nó là Echo nha anh em ha, có nhiều anh em mắc bẻ kêu cái này đọc là Echo nhưng mà Echo đâu, thì đúng rồi, cái này đọc là Echo ha, bởi vì chữ hát này tiếng Anh nó bị câm, nó bị mất anh em ha, làm hát làm câm thì là Echo nhưng mà Echo. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì mình cứ nói sao cho thoải mái nhất và dễ hiểu nhất là được ha, đừng nó đúng quá thì nó đúng ra cái đi không hiểu nó mất câu thì đúng không. Rồi anh em lại gần đây chúng ta xem cho nhớt nha ha. Thì như anh em biết rồi ha, nhớt Echo này ha, thì thời gian vừa qua thì cũng đưa ra thị trường khá là nhiều và anh em sử dụng trải nghiệm và quay lại sử dụng tiếp cũng rất là nhiều luôn, thì chứng tỏ được một điều là nhất này dùng ok nha anh em ha. Và cái thương hiệu Echo này là một thương hiệu lớn trên toàn cầu và cái đồ của Echo thì nó không thể làm là hàng dởm hay cái chất lượng được, nên anh em cứ yên tâm. Nếu chúng ta xét về một chai nhớt hai thì dành cho máy cưa máy cỏ tầm giá dưới 200.000, đảm bảo anh em không kiếm được chai nhớt nào mà tốt được như Echo luôn ha. Ở Việt Nam mình thì có những thương hiệu khác, những cái lớp nhớt khác đến từ Đức nè, rồi châu Âu có thể mắc hơn nha anh em, 300, 400, 500 là có nha, nhưng nó mắc tiền quá anh em khó tiếp cận, thì anh em có thể tiếp cận được những chai nhớt Echo như này, giá cũng rất là hợp lý thôi anh em, chỉ có 180.000 một chai thôi mà anh em phải được tới tận 37,5 lít xăng luôn, rất là nhiều ha. So với lại anh em mua một chai nhớt 80.000, 100.000 ngoài thị trường á, thì cái lượng nhớt mà anh em pha vào xăng á nó ít lại và anh em phải tốn hai chai nhớt 100.000 hoặc 80.000 thì anh em mới pha được tầm khoảng 35 lít xăng. Thì thay vào đó anh em mua một lần một chai nhớt thôi, anh em pha được 35 lít xăng rồi và chúng ta dùng nó sẽ sạch máy nè, ít mùi than nè và chắc chắn rồi nó sẽ có nhiều phụ gia tốt cho máy hơn. Đặc biệt là Echo này thì nó có cái công nghệ ít khói nữa, hay rất là ok. Và anh em mua nhớt Echo này thì vẫn còn chương trình nha, 5 chai được miễn phí vận chuyển, 10 chai thì sẽ được tặng một chai, mà một thùng 20 chai như thế này á sẽ được tặng 3 chai nha anh em. Nếu mà anh em mua một thùng như thế này nè là anh em trả tiền 20 chai mà anh em nhận được 3 chai nữa là tổng cộng 23 chai. Anh em lấy một 3,6 triệu, có nghĩa là một thùng như thế này anh em chia ra 23 chai á thì nó tầm tầm 150 mấy nghìn nè, mà anh em được 3 xuất tặng nhà luôn thì quá là rẻ luôn nha anh em. Nếu mà anh em kêu là một thùng này thì dùng tới chừng nào hết, đúng anh em, nếu một người dùng một thùng này thì dùng chắc vài năm mới hết, nhưng anh em có thể huy động lại ha, trong hàng xóm anh em bạn bè đó, nếu mà người ta chịu anh em mua với anh em á, người 3 chai 4 chai ha, 5 người là được 20 chai rồi anh em, rất là rẻ mà có nhất xịn và xài luôn nhé. Đó thì Thiện khuyên luôn, khuyến khích anh em sử dụng những chai nhất tốt như thế này để tránh tình trạng là cái máy chúng ta nó bị hao mòn quá nhiều, bị bào mòn quá nhiều anh em, chính xác hơn dùng từ bào mòn quá nhiều do những cái độ ma sát giữa piston bạc và xi lanh hoặc là tay dên bạc đạn của máy đó, thì nó sẽ không có đảm bảo được độ bền lâu dài ha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi tìm hiểu một cái vấn đề mà anh em cần phải biết nữa, đó chính là nhớt Echo này xịn đúng không, có xịn, ít khói, có ít khói và ít đóng mùi than, có ít đóng mùi than luôn. Nhưng chúng ta sẽ xét tới một trường hợp nữa anh em, trong trường hợp là cái máy của anh em nó phải sạch sẽ nhé, trong trường hợp nó phải sạch sẽ nha, có nghĩa là sao anh em, có nghĩa là cái bộ phận lọc gió của anh em á, anh em phải vệ sinh liên tục nha, vệ sinh liên tục. Rồi chúng ta thường xuyên, nói chung là khá là thường xuyên vệ sinh cái bộ phận lọc gió để cái không khí vào máy á nó sạch nhất có thể. Thì Thiện mới cam kết với anh em được là không mùi than, không phải không mùi than anh em, hạn chế mùi than tối đa có thể và hạn chế cái mùi carbon tối đa có thể. Chứ còn mà anh em dùng nhất Echo nhé, mà anh em để cái máy này nó bụi kinh khủng luôn, cái lọc gió anh em không vệ sinh thì đảm bảo anh em luôn vẫn đóng mùi than bình thường nha. Nên có nhiều anh em kêu là ủa sẽ dùng nhất American mà vẫn đóng mùi than, thì bởi vì bộ phận lọc gió anh em, hay lọc gió nó hút gió vào, nó hút đất vào, đất thì vô trong nòng nó đâu có đánh lửa, đâu có bay hơi hết được đâu, nên nó sẽ đọng lại ở đó và lâu ngày nó sẽ lành lên mùi than nha anh em, lưu ý giùm Thiện. Thì chúng ta vệ sinh lọc gió thường xuyên nè, kết hợp dùng với nhất tốt nữa thì đảm bảo anh em nó sẽ sạch hơn bình thường rất là nhiều nha. Còn trong một môi trường làm việc như nhau, hai con máy như nhau, một cho con sử dụng nhất rẻ, một con sử dụng nhất Echo, thì đảm bảo anh em luôn cái nhất nhất Echo, cái máy mà sử dụng nhất Echo á piston thì sáng hơn, ít mùi than hơn và chắc chắn với anh em một điều nữa là sẽ bền hơn rất là nhiều luôn ha. Rồi bây giờ lại anh em một lần nữa, cho anh em là chưa biết thì cái chai nhớt này có cấp nhớt là ISO LEGD và GISO FD ha, cấp nhớt cao nhất hiện tại trong cái bảng cấp nhớt của máy hai thì nha anh em, và của nhớt hai thì, và đặc biệt là nó có cái công nghệ low smoke ít khói nữa, anh em dùng khá là, nói chung là đỡ hít khói anh em, đỡ tổn hại đến sức khỏe chúng ta đó.
Rồi, báo giá lại đi một nửa nhé. Một chai 180.000, 5 chai miễn phí vận chuyển, 10 chai tặng 1 chai. Một thùng 20 chai được tặng 3 chai nha anh em. Rồi, anh em nào quan tâm về những chai nhất Echo này thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới phần giới thiệu. Hoặc để lại số điện thoại dưới phần bình luận thì sẽ điện trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về những chai nhất Echo này nhé. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để mỗi lần mà thì ra video mới anh em sẽ biết và xem tham khảo những sản phẩm từ nhà anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em xem video và tất cả anh em yêu theo nhé.